Là Trần Đức Tuấn, tôi đến từ công ty cổ phần truyền thông Vina Thức Tinh. Hôm nay tôi xin mở hộp giới thiệu với các bạn một cái thiết bị âm thanh là micro loa cho các cái giải pháp học trực tuyến. Thiết bị hôm nay tôi giới thiệu là Jabra 410, Jabra Speak 410. Đây là một cái thiết bị micro liền loa hỗ trợ kết nối cổng USB với máy tính. Đây là một số cái bộ tôi để sẵn để cho các bạn xem. Đây là hộp của nó này. Thế thôi, đây là một cái hộp thì trong hộp này nó chỉ có cái bộ Jabra này, sách hướng dẫn sử dụng. Tôi sẽ giới thiệu luôn với các bạn một cái hộp ở bên ngoài. Đây, bộ của nó sẽ nhìn như thế này. Đây là mặt trước, mặt sau này. Dây nó thì dài khoảng 80 cm, cho các bạn xem dây hơi ngắn nhất. Dây này thì là để các bạn thoải mái nên dùng thêm một cái dây USB nối dài, khuyến cáo nên dùng một cái dây Ugreen để đảm bảo chất lượng. Thì cái thiết bị này nó có mấy thông số cơ bản này để các bạn nắm được. Khoảng thu thì tôi nghĩ là tối ưu nhất cho khoảng 2 đến 3 mét. Âm thanh dùng cho đủ khoảng 3 đến 5 người họp. Dùng cho tất cả các giải pháp phần mềm, phần cứng. Phần cứng thì tùy cái thiết bị, phần cứng cái codec của cái đơn vị sản xuất ấy, người ta có tích hợp được hay không. Còn kết nối máy tính là ok, thì dùng cho tất cả các giải pháp phần mềm thì ok. Ở trên này có các cái nút này, đều điều khiển bằng cảm ứng hết nhé. Nút tăng mic này, tăng giảm âm lượng này, hai nút tăng giảm âm lượng, nút call và nút hang up. Đấy. Thì cái nút này nó tùy vào cái phần mềm nào hỗ trợ thì mình mới sử dụng được hay không nhé. Thì với cơ bản ấy thì là cái dòng Jabra là cũng gần như là cái dòng đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường hỗ trợ cho việc họp trực tuyến. Ngoài ra thì có thể dùng các cái giải pháp khác như dùng cho video streaming cũng được. Giá rất là bình dân, gọi là tương đối phổ cập. Dòng này là có lẽ là dòng phổ cập nhất trên thị trường. Đến thời điểm này thì có thể bị cạnh tranh nhiều, nhưng thời điểm đầu là đây là những cái dòng dẫn dắt xu hướng đầu tiên, dùng cho khoảng 5 người. Phòng họp vừa, phòng họp tầm chắc 20 mét vuông trở lại, 10 đến 20 mét là ok. Thì vẫn lưu ý các bạn nhé. Thứ nhất đấy là dùng những theo hướng ấy là phòng phải chuẩn về mặt âm thanh, không được vang, không được ồn. Và nếu mà dùng dây nối dài thì nên dùng dây xịn, dây của Ugreen hoặc Initech. Tôi sẽ gửi các bạn sau cái clip này là clip test thiết bị để các bạn biết là chất lượng âm thanh của nó như nào và cái khoảng thu của cái micro được bao xa. Đấy, và khi thu trong khoảng cách xa như thế thì âm thanh nghe như nào để các bạn xem. Các bạn có nhu cầu mà cần tư vấn về hội nghị truyền hình thì có thể comment ở dưới clip. Vina Thức Tinh sẽ tư vấn cho các bạn giải pháp phù hợp dựa trên nhu cầu và ngân sách của các bạn. Cảm ơn các bạn, chào các bạn. Chào các bạn, bây giờ tôi làm một cái clip để test cái micro liền loa Jabra 410 để các bạn đánh giá xem chất lượng âm thanh và hình ảnh nó như nào nhé. À, xin lỗi âm thanh. Đây là cái giao diện điều khiển của cái Jabra này. Đây cái nút cộng này nó tăng âm lượng này. Nó hoàn toàn cảm ứng nhé. Đấy các bạn để ý là đèn sẽ sáng để báo biết âm lượng này. Giảm này. Đấy, tiếng bé dần này. Hết này. To dần này. Đấy nhé. Đấy, đấy là tiếng to dần nhé. Đặt nút tắt mic này. Đấy. Bây giờ tôi sẽ di chuyển cái khoảng cách nó xa hơn để xem là chất lượng thu âm nó như nào nhé. Ở đây tôi đang ở khoảng cách nó tầm 50 cm. Ở đây là khoảng cách tầm khoảng 1m2 này. Ở đây là cái khoảng cách nó tầm khoảng 3 mét. Đây tôi nói với âm lượng bình thường, không nói to nhé. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Đây tôi đang test bằng cái webcam C910 không nghe, các bạn xem hình. Ok. Cảm ơn các bạn, chào các bạn.